Một trong những thông tin buồn nhất với cổ động viên của Liverpool những ngày qua, Sadio Mane đã chính thức nói lời chia tay với đội bóng thành phố Cảng. Đây là điều đã được dự báo từ trước và quyết định của tiền đạo người Senegal đưa ra không hề chịu ảnh hưởng vì thất bại ở trận đấu cuối cùng. Ngày Mane đến, anh vẫn chỉ là một cầu thủ thuộc dạng tiềm năng. Ngày ra đi, anh đã có trong tay đầy đủ bộ sưu tập danh hiệu từ Champions League, Premier League cho đến FA Cup hay là Carabao Cup. Những Liverpoolian sẽ không thể quên được bộ ba ăn ý Salah, Firmino, Mane hay sau này là hàng chục bộ ba khác nhau. Các vị trí có thể thay đổi, nhưng Mane là bất biến. Hãy cùng sống lại những khoảnh khắc đẹp nhất của Sadio Mane trong màu áo của Liverpool như một lời chào tạm biệt và chúc may mắn với tiền đạo này, dù cho anh có chọn bến đỗ nào đi chăng nữa. Mane, độc diễn, Mane, thật khủng khiếp. Đó là những gì tôi đã hét lên sau tình huống tấn công của Liverpool ở phút 21 trận chung kết Champions League mùa giải này. Cả thế giới đã dựng dậy trong màn đêm khi mà bóng từ chân tiền đạo của Liverpool bay một chặng ngắn nhưng với một tốc độ cực cao và chạm nhẹ vào tay của Courtois rồi đập thật mạnh vào cột dọc. Hãy tưởng tượng mà xem nếu pha xử lý ấy thật khéo léo vượt qua cả sự đeo bám của Casemiro, nỗ lực che chắn của cả Militao lẫn Alaba mà thành bàn thì cục diện trận đấu ấy sẽ đảo chiều như thế nào. Real tất nhiên sẽ không thể chơi chặt chẽ như kế hoạch được nữa, phải dồn lên tấn công và trong thế trận đôi công sở trường đó. Biết đâu chiếc duy bằng treo trên cúp tài voi vào cuối giờ sẽ thuộc về lữ đoàn đỏ vùng Merseyside. Thế nhưng chữ nếu ấy không bao giờ tồn tại cả. Mane đã không may trong tình huống cực kỳ xuất sắc ấy, hoặc có thể nói là chào thua sự xuất sắc khác của thủ thành người Bỉ bên phía đối diện. Anh và đội bóng của mình đã thua, để rồi thứ cuối cùng anh có thể làm là đi an ủi các đồng đội như Virgil van Dijk hay Fabinho sau hồi còi mãn cuộc. Nói là cuối cùng bởi có thể đấy là những khoảnh khắc sau chót trong màu áo Liverpool của tiền đạo người Senegal này. Theo phóng viên uy tín Fabrizio Romano, 100% Mane sẽ rời lữ đoàn đỏ trong mùa hè này, quyết định đã được đưa ra. Để lại Anfield sẽ chỉ còn là những hồi ức vui có, buồn có cùng số 10 dị biệt trong lịch sử đội bóng này. Nhân dịp có lẽ là cuối cùng để nói về Mane trong màu áo Liverpool này, hãy cùng điểm lại hành trình của anh cùng lửa đỏ vùng Merseyside từ mùa giải đầu tiên đến ngày kết thúc. Vào ngày 28 tháng 6 năm 2016, Mane gia nhập Liverpool với mức phí chuyển nhượng 34 triệu bảng theo bản hợp đồng 5 năm. Phí chuyển nhượng ấy giúp anh trở thành cầu thủ châu Phi đắt giá nhất lịch sử vào thời điểm đó. Đến ngày 14 tháng 8, anh có trận ra mắt lữ đoàn đỏ tại Premier League, ghi luôn bàn chào sân, ấn định chiến thắng 4-3 trên sân khách trước Arsenal. Tiếp đó, sau khi vắng mặt đáng tiếc trong trận thua Burnley vì chấn thương vai, Mane đã trở lại đội hình xuất phát trong cuộc đối đầu với Bolton Albion ở League Cup, nơi anh có hai đường kiến tạo trong chiến thắng 5-0. Vào ngày 19 tháng 12, Mane ghi bàn thắng duy nhất trong trận derby Merseyside thứ 227. Đó là pha lập công ở phút bù giờ trước Everton ngay tại Goodison Park. Ngày 11 tháng 12 năm 2017, Mane ghi hai bàn chỉ trong 2 phút trong cuộc đối đầu Tottenham Hotspur tại Anfield, giúp Liverpool giành chiến thắng đầu tiên trong năm mới. Ngày 20 tháng 4 năm 2017, Mane được vinh danh trong đội hình tiêu biểu của năm do PFA bình chọn sau khi ghi được 13 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên khoác áo Liverpool. Mặc dù bỏ lỡ một phần cuối của chiến dịch do chấn thương, Mane vẫn được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất mùa của lữ đoàn đỏ vào ngày 9 tháng 5 năm 2017. Trong trận đấu đầu tiên của mùa giải mới vào ngày 12 tháng 8 năm 2017, làm khách trên sân của Watford, Mane đã ghi bàn mở hàng cho Liverpool. Ba đều là tỷ số cuối cùng của ngày hôm đó. Mane được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Premier League sau khi ghi bàn trong cả 3 trận đấu của tháng 8. Song đến ngày 9 tháng 9 năm 2017, Mane lại phải nhận một thẻ đỏ trực tiếp trong hiệp 1, trận đại bại 0-5 của Liverpool trước Manchester City do một pha chơi cao chân đối với thủ môn Ederson. Hậu quả là một án phạt cấm thi đấu 3 trận. Thời gian sau đó, Mane, Roberto Firmino, Philippe Coutinho, tân binh Mohamed Salah đã nhanh chóng hòa hợp thành một bộ tứ đầy ăn ý. Dù sau kỳ chuyển nhượng mùa đông, Coutinho ra đi, chỉ còn lại bộ ba, nhưng họ tiếp tục giữ vững đà phát triển để từng bước trở thành tam tấu đáng sợ ở nước Anh. Vào ngày 14 tháng 2 năm 2018, Mane ghi hat-trick đầu tiên cho Liverpool trong chiến thắng 5-0 trên sân khách trước Porto trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League. Thành tích đó giúp anh trở thành cầu thủ thứ hai ghi hat-trick trên sân khách cho Liverpool ở đấu trường châu Âu. Sau đó với bàn thắng trong chiến quả 3-0 trước Bournemouth vào ngày 14 tháng 4, Mane vượt qua kỷ lục 43 bàn của Dembaba để trở thành cầu thủ người Senegal ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử của Premier League. Vào ngày 26 tháng 5, trong trận chung kết Champions League mùa giải đó với Real Madrid, Mane đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 dù chung cuộc, Liverpool vẫn thua 1-3. Với pha lập công đó, anh trở thành cầu thủ người Senegal đầu tiên ghi bàn ở chung kết giải đấu danh giá này. Đó cũng là bàn thắng thứ 10 của Mane ở Champions League mùa đó, góp phần giúp Liverpool trở thành đội đầu tiên trong lịch sử có 3 cầu thủ ghi được hơn 10 bàn thắng trong một mùa giải của giải đấu này. Hai người còn lại hiển nhiên là các cạm cứng của anh, Salah và Firmino. Vào ngày 22 tháng 11 năm 2018, Mane ký hợp đồng gia hạn với Liverpool.
đến ngày 10 tháng 3 năm 2019, anh ghi 2 bàn trong chiến thắng 4-2 trước Burnley. Pha lập công thứ 2 trong số đó là bàn thắng tròn thứ 50 của anh cho lữ đoàn đỏ. Chưa hết, chính những bàn thắng đó cũng giúp anh trở thành cầu thủ Liverpool thứ 5 ghi bàn trong 6 lần ra sân liên tiếp tại Premier League sau Michael Owen, Fernando Torres, Luis Suarez và Salah. 3 ngày sau đó, Mane lập tiếp một cú đúp trong chiến thắng 3-1 trước Bayern Munich để giúp Liverpool tiến vào tứ kết của Champions League. Trong trận đấu tiếp theo, Mane phá vỡ một kỷ lục khác của Dembaba để trở thành cầu thủ Senegal ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải Premier League sau pha lập công thứ 17 trong chiến thắng 2-1 trước Fulham. Vào ngày 20 tháng 4 năm 2019, Mane là một trong 6 cầu thủ được đề cử cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Premier League do PFA bình chọn. Cùng người đồng đội Virgil van Dijk, anh cũng có tên trong đội hình tiêu biểu của năm do PFA bình chọn, cũng như các anh em khác như Chen Arno, Andre Robertson và chính van Dijk. Vào ngày cuối cùng của chiến dịch quốc nội, Mane ghi cả 2 bàn trong chiến thắng 2-0 trước Wolverhampton Wanderers. Cú đúp đó nâng tổng số bàn mùa giải Premier League của anh lên con số 22 và chính thức giúp anh chia sẻ danh hiệu vua phá lưới với Salah và Aubameyang của Arsenal. Vào ngày 1 tháng 6, chính Mane giúp Liverpool giành được quả phạt đền sớm cho Liverpool trong ngày trở lại trận chung kết Champions League 2019 đối đầu Tottenham. Cụ thể, chỉ 24 giây sau hồi còi khai cuộc, quả tạt của anh đã bị cản phá trái luật bằng tay của Musa Sissoko. Salah sau đó đã chuyển hóa quả phạt đền thành bàn mở tỷ số. Và sau cùng, Liverpool đã giành chiến thắng 2-0 để chạm tay vào chiếc cúp bạc đầy danh giá. Vào ngày 14 tháng 8 năm 2019, Mane ghi 2 bàn trong trận siêu cúp châu Âu với Chelsea trong một trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2 đều sau 120 phút. Và sau cùng, Liverpool thắng 5-4 trên chấm luân lưu. Dĩ nhiên rồi, Mane được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đúng một tháng sau đó, Mane lại ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-1 trước Newcastle để nối dài kỷ lục bất bại tại Anfield lên 50 trận. Đó đích thực là một kỷ lục bất bại của một cầu thủ ở một sân vận động cụ thể tại Premier League. Vào ngày 21 tháng 10, Mane có tên trong danh sách rút gọn 30 gương mặt cho giải thưởng quả bóng vàng năm 2019. Để rồi đến lễ trao giải vào ngày 2 tháng 12, anh cán đích ở vị trí thứ 4 của giải thưởng này, chỉ sau Lionel Messi, Virgil van Dijk và Ronaldo. Hai ngày sau đó, anh ghi một và kiến tạo thêm 2 bàn khi Liverpool đánh bại Everton 5-2 trong trận derby Merseyside để kéo dài chuỗi bất bại của lữ đoàn đỏ tại EPL lên con số 32, một kỷ lục mới của câu lạc bộ. Cuối tháng đó, Liverpool giành chức vô địch FIFA Club World Cup 2019, nơi Mane set up nên bàn thắng của Firmino trong trận chung kết với Flamengo. Đó là pha lập công duy nhất trong trận đấu ở phút 99. Vào ngày 7 tháng 1 năm 2020, Mane được xướng tên là cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi. Anh mới là cầu thủ thứ hai của Senegal nhận được vinh dự này, sau thời của cựu danh thủ Enhadji Diouf. Vào ngày 24 tháng 2, Mane ghi bàn quyết định trong chiến thắng 3-2 trên sân nhà trước West Ham tại Premier League, giúp Liverpool giành được 21 trận thắng liên tiếp ở Anfield. Đó là một kỷ lục của giải đấu, ngang ngửa với thành tích mà Liverpool của huấn luyện viên huyền thoại Bill Shankly đã có vào năm 1982. Và tất nhiên rồi, không thể dừng ở cột mốc đó được. Đến ngày 7 tháng 3, lại là Mane, thưa các bạn, ghi bàn quyết định trong chiến thắng 2-1 trước Bournemouth tại Anfield, giúp Liverpool thiết lập kỷ lục mới ở giải đấu số 1 nước Anh, 22 trận thắng liên tiếp trên sân nhà. Mùa giải ấy, Liverpool lần đầu tiên giành chức vô địch ở xứ sở sương mù trong kỷ nguyên Premier League. Vào ngày 20 tháng 9 năm 2020, Mane mở tài khoản của riêng mình tại Premier League mùa 2020-2021 với lại một cú đúp nữa cho Liverpool, lần này là cả 2 bàn thắng trong chiến quả 2-0 trước Chelsea. Đến ngày 2 tháng 10 cùng năm, thật tiếc khi anh nhận kết quả dương tính với Covid-19. Đó dường như là sự mở đầu của thời kỳ xuống dốc với phong độ không ổn định của cả anh và Liverpool nói chung. Mane thậm chí phải thừa nhận 2020-2021 là mùa giải tồi tệ nhất trong sự nghiệp của anh. Mãi đến tận ngày 23 tháng 5 năm 2021, ngày cuối cùng của Premier League mùa giải ấy, Mane mới tìm được màn trình diễn tỏa sáng đáng giá nhất của mùa khi mà anh lập cú đúp trong chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace để đảm bảo vị trí thứ 3 và nắm chắc suất dự Champions League mùa tiếp theo cho Liverpool. Cuối cùng, cùng điểm lại mùa giải vừa kết thúc. Vào ngày 18 tháng 9 năm 2021, Mane ghi bàn thắng tròn thứ 100 cho Liverpool trong chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Crystal Palace tại Premier League. Chính bàn thắng đó cũng giúp Mane là một kỷ lục mới của Premier League khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 9 trận liên tiếp trước cùng một đối thủ. Đến ngày 16 tháng 10, tiền đạo này ghi tiếp bàn tròn thứ 100, lần này là tại Premier League nói chung, để trở thành cầu thủ châu Phi thứ 3 cán đến cột mốc này sau Didier Drogba và Salah. Đó là pha lập công đầy đáng nhớ mở tỷ số trong chiến thắng 5-0 cho Watford. Ngày 10 tháng 4 năm 2022, tức sinh nhật tròn 30 tuổi của mình, Mane đã kỷ niệm nó một cách không thể tuyệt vời hơn khi ghi bàn thắng gỡ hòa cho Liverpool trong trận hòa 2 đều trên sân của đối thủ lớn nhất Manchester City. Mane sau đó ghi tiếp 2 bàn vào lưới chính của The Citizen trong trận bán kết FA Cup tại Wembley vào ngày 16 tháng 4
Đó là những đóng góp cực lớn giúp Liverpool thắng sát nút 3-2 và tiến vào trận chung kết FA Cup lần đầu tiên kể từ năm 2012. Vào ngày 3 tháng 5, anh ghi bàn quyết định trong chiến thắng 3-2 trước Villarreal ở bán kết Champions League để một lần nữa đưa lữ đoàn đỏ vào trận chiến cuối cùng trên đỉnh châu Âu. Đó là tóm tắt toàn bộ hành trình của Mane trong màu áo Liverpool. Nếu những tin đồn anh sắp chuyển đến Bayern Munich hay Barcelona trở thành hiện thực. Trong mùa giải cuối vừa qua, như đã biết, Mane giành được cú đúp quốc nội nhưng lại thất bại đáng tiếc trước Real ở trận chung kết Champions League. Tính tổng cộng anh đã giành được một Premier League, một FA Cup, một cúp liên đoàn, một Champions League, một siêu cúp châu Âu và một FIFA Club World Cup cùng Liverpool. Đó là toàn bộ trên phương diện thống kê. Còn về tình cảm với cảm xúc con người thì sao? Nếu hỏi Mane rằng hành trình của anh tại Liverpool đã trọn vẹn hay chưa thì câu trả lời nhiều khả năng đã là có. Nguyên do sẽ được giải thích trong câu chuyện ngắn sau đây. 17 năm trước, tại ngôi làng nhỏ Bambali ở miền quê Senegal, cậu bé Mane 13 tuổi đã hồi hộp theo dõi trận chung kết Champions League 2005 giữa AC Milan và Liverpool. Tôi vẫn nhớ mình đã xem cùng một người bạn rất thân. Cậu ấy đã hoàn toàn tuyệt vọng khi tỷ số là 3-0 và chạy đi như một kẻ điên để chối bỏ thực tế ấy. Song sau đó, khi quay trở lại lúc trận đấu kết thúc, cậu ấy đã bị sốc. Đến ngày hôm nay, cậu ấy vẫn không thể tin là Liverpool đã giành chiến thắng, Mane hào hứng kể. Chính Mane từng nhen nhóm kỳ tích đó khi chọc thủng lưới Keylor Navas ở Kiev trong trận chung kết Champions League mùa 2017-2018 để rồi ra về trong nước mắt. Nhưng rồi chỉ một mùa sau đó, như đã kể, chính Mane đã tìm được quả phạt đền cho Liverpool ở ngay giây thứ 24 trận chung kết Champions League năm 2019. Với Tottenham, chính bàn thắng sớm đó là bước ngoặt giúp lữ đoàn đỏ lên ngôi sau bao chờ đợi. Với riêng Mane, đó là lúc loài sư tử muốn cất tiếng, để không chỉ để cống hiến cho Liverpool, để không chỉ giành chức vô địch, mà còn là khát khao hoàn thành một câu chuyện đẹp với trái bóng tròn.